200 là chụp được đi anh em ơi. Đây ba máy đang chạy bộ đi anh em. Không biết cắt chung hay cắt riêng, đây mình đi theo máy này mình quay cho anh em xem á. Hai máy 100, một máy 70 nè, 70 đi trước. Đây còn đây máy này cũng 100 luôn. Có bồn lái luôn quá vậy. Rồi cũng đang tới để chuẩn bị đi cắt nè anh em ạ. Rồi máy cũng đang chuẩn bị xuống đồng nè anh em ạ. Rồi 100 này đang đi xuống cắt trước anh em ạ. Trăm lẻ này có máy lạnh cabin này về uống đồng vàng anh em ạ. Camera ở đây thì 3-4 máy là anh em ơi, hai máy 100, một máy 70, một lát chắc thêm 70 nữa. Rồi 100 đang đi vô cắt rồi. Hiện tại đây là đồng Ô Lâm anh em ơi, ở xã Ô Lâm. Máy 100 thì chạy nhanh quá nè. 100 nó chẳng lẽ vừa chạy ra đồng luôn anh em ơi. Quá cao. Xe kéo cũng đi theo luôn. Đồng này cũng mới mở đồng luôn anh em. Nào nghe đồng này đất khuôn nhỏ nhỏ không à. Đất này cũng gần dưới chân núi nè. Máy 100 này có máy lạnh luôn. Camera đầy đủ hết. 100 này ở vùng miền Kiên Giang, chợ đồng lên An Giang cắt ra nè.
lên qua lô mới nữa anh em. Rồi qua bên miếng đất bên này cắt tiếp tục anh em ạ. Khuôn ở đây khuôn nhỏ nhỏ không à, không có lớn. Máy này rất khuôn này nhỏ nhỏ, nó chạy không được lẹ này. Đây này cao quá, leo lên chút đẹp. Quá cao. Máy này chạy nhanh lắm anh em ơi. Tầm lẻ nè. Đất này nào ngay đất này nó cũng hơi mềm. Máy này thì nó cắt ở đây, còn máy 100 nó cắt bên kia nè mà. Nó không có chạy chung lô, tại vì đất ở đây, đất khuôn là ngày cũng nhỏ nhỏ không à. Này cuốc bờ để cho máy 100 nó qua nè. Bờ ở đây thì cao cao không à. Cắt rồi một miếng hay cộng miếng qua, chuẩn bị qua đây nè. Ở đây đất nhỏ nhỏ không à, không có lớn.
rồi qua miếng mới luôn em ơi. Còn 100 có bồn kiến đó, các đằng kia đang leo về. Bắt ở đây thì gần chân núi luôn anh em ơi. Cuồng nhỏ nhỏ ngồng miếng chừng gà công hơn công 2-3 công gì. 100 này cắt 2-3 lam là rồi. Cắt đây anh em ơi, còn máy 100 cắt nữa nè. Dễ luôn rồi. Máy này chạy cũng nhanh lắm anh em ơi. Độ chạy nó cũng quá nhanh luôn. Cái gì chưa nói không? Con máy cầm đẻ nó cắt bên đây nè, nè. Cắt cũng gần bên luôn. Khoan lúa bữa nay ở đây cũng nhiều máy quá anh em ơi. Còn máy đó nó cũng mới vô nữa. Đi nhạc cái phan lúa. Rồi mình xin tạm dừng video tại đây luôn anh em. Anh em đăng ký kênh ủng hộ mình á, mình cảm ơn rất nhiều. Hẹn video tiếp theo anh em.